could be us. So back to what I was saying. Could be us. Bố ruột Tạ Đình Phong xuất hiện trong tình trạng đi không vững sau khi con trai hé lộ chuyện ông chỉ còn chờ ngày ra đi. Trong suốt quá trình di chuyển, trợ lý luôn phải theo sát và chú ý tới tình trạng của Tạ Hiền. Khi Tạ Hiền chuẩn bị đi xuống cầu thang, trợ lý lập tức đợi đỡ nam tài tử. Nhiều người cho rằng chỉ cần nhìn những bức ảnh này cũng đủ thấy sức khỏe của Tạ Hiền hiện giờ vô cùng kém. Truyền thông Hồng Kông mới đây đã đăng tải một số hình ảnh được ghi lại trong lần xuất hiện gần nhất của tài tử Tạ Hiền, bố ruột Tạ Đình Phong tại khu trung tâm thương mại. Tạ Hiền xuất hiện ở một khu trung tâm thương mại cùng trợ lý luôn theo bên cạnh. Nam tài tử 85 tuổi diện cả cây đen từ đầu tới chân, không còn vẻ đạo mạo khỏe khoắn như ngày nào. Hiện giờ mỗi bước đi của Tạ Hiền đều vô cùng chậm, loạng choạng và phải nhờ tới sự trợ giúp của gậy cũng như trợ lý bên cạnh. Trong suốt quá trình di chuyển, trợ lý luôn phải theo sát và chú ý tới tình trạng của Tạ Hiền. Khi Tạ Hiền chuẩn bị đi xuống cầu thang, trợ lý lập tức đợi đỡ nam tài tử. Nhiều người cho rằng chỉ cần nhìn những bức ảnh này cũng đủ thấy sức khỏe của Tạ Hiền hiện giờ vô cùng kém. Trước đó, khi xuất hiện trong một chương trình, Tạ Đình Phong đã tiết lộ về tình trạng của bố anh từ khi nghỉ hưu, rời công ty quản lý. Theo Tạ Đình Phong, bố anh luôn cảm thấy khó thích nghi với cuộc sống. Ông thậm chí từng nói với anh rằng bố chỉ như đang chờ chết. Theo Tạ Đình Phong, trước đây mọi việc của bố anh đều do trợ lý, người quản lý lên kế hoạch. Sau 6 thập niên trong ngành giải trí, bố Tạ Đình Phong dần mất năng lực tự chăm lo cho cuộc sống hàng ngày. Tạ Đình Phong cho biết, suốt 60 năm, mỗi ngày quản lý sẽ bảo bố tôi hôm nay quay gì, rồi đi đâu. Tới nay khi chỉ còn một mình, ông không biết mỗi sáng thức dậy sẽ làm gì. Ông chỉ quen với việc mãi đứng trước ống kính,